bánh rồi. Có mà chị em ăn nha. Bánh này của đây là sữa chua khô này của cô Betty Valentine gửi cho em Ceri này. Bữa cô gửi sữa chua cho con với anh Bình rồi đó. Bữa này là của anh Ceri nè. Ceri cảm ơn anh. Chị có biết ăn ké vậy nha. Không được à? Không được à? Để cho cô đi xem nào. Ngon không cô Bi? Con mẹ miếng này mẹ cho nữa. Giỏi quá. Con em một miếng mẹ cho nữa. Đúng rồi. Giỏi quá. Cho chị cô Bi ăn nha con. Chị cũng biết ăn mấy miếng nha. Rồi cái bị kia mì để dành cho con nha. Em con lấy cái bát cho mẹ bỏ cho nè. Cái bát rồi đi cho mẹ. Mẹ cầm lên cho mẹ bỏ thôi nha. Bây giờ em ăn sắp hết rồi nè. Ngủ cuối cùng rồi nè. Rồi. Xong rồi, em xong rồi nè. Bi, con rút cho mẹ một tờ giấy nữa nào, Bi nè. Rồi cô Bi, bên đây chơi với em nè con. À, con muốn xin mẹ à? Hả? Con muốn xin mẹ nữa à? Mẹ thưởng cho con nhé. Đây, đợi mẹ xíu. Con ngồi đây mẹ cho. Mẹ thưởng cho con nha.